Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Bà Dân Việt. Thưa quý vị, ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31 lại là một ngày mưa vàng nữa cho đoàn thể thao Việt Nam khi nhiều vận động viên của chúng ta đã có mặt ở hàng loạt nội dung chung kết. Trong số đó, tấm huy chương vàng của đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến cho người hâm mộ khắp cả nước trào dâng cảm xúc đặc biệt. Hàng triệu người hâm mộ mang theo lá cờ Tổ quốc tạo thành rừng cờ đỏ sao vàng trên khắp cả nước và hô vang khẩu hiệu Việt Nam vô địch. Bằng tổng sắp huy chương vừa qua có gì đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây tính đến 22 giờ ngày 22 tháng 5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được hơn 200 tấm huy chương vàng, tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu trong bảng tổng sắp huy chương. Đội tuyển xe đạp với cú đúc huy chương vàng ở nội dung cá nhân xe đạp đường trường nữ Nguyễn Thị Thật và nội dung đồng đội nữ. Ở nội dung 10m súng trường hơi di động, bộ ba xạ thủ Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ và Nguyễn Tuấn Anh đã thi đấu thành công, mang về tấm huy chương vàng nội dung đồng đội với 1.671 điểm, xếp trên đội Indonesia Muhammad Pucha Infandi Julio Muhammad Chuwajam giành huy chương bạc với 1.444 điểm. Trong khi đó, Lê Thị Hiền đã khép lại cho đội tuyển Vô Vi Nam ở SEA Games 31 bằng tấm huy chương vàng đối kháng nữ hạng cân 60kg. Đặc biệt nhất trong ngày là tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31. Các chàng trai áo đỏ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích vô tiền khoáng hậu, đó là không để đối thủ ghi bàn. Tối qua 22 tháng 5, trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã chạm trán U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Đây là cuộc đọ sức rất được chờ đợi giữa hai nền bóng đá được coi là mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay. Trong cả trận đấu, hai đội chơi sàng co và thể hiện sự tập trung cao độ. Tuy vậy, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, kèm theo những điều chỉnh chiến thuật, nhân sự rất hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 với pha lập công ở cuối trận của Nhâm Mạnh Dũng. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo đã hai lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Sau trận đấu trên mạng xã hội, các cổ động viên Việt Nam đã liên tiếp gửi lời chúc mừng đến đội nhà. Người hâm mộ cho rằng U23 Việt Nam đã chơi tốt xuyên suốt đại hội thể thao khu vực và xứng đáng đăng quang. Nhiều cổ động viên cũng tỏ ra tự hào khi U23 Việt Nam lập kỷ lục là đội đầu tiên giành huy chương vàng mà không để tụt lưới bàn nào. Cổ động viên cũng tin tưởng dù huấn luyện viên Park Hang-seo không còn dẫn dắt đội bóng, nhưng U23 sẽ có thành tích tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra trong 6 tháng tới. Trong hai thập kỷ gần đây, Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khá nhiều lần chạm mặt trong trận chung kết tại các kỳ SEA Games và trận chung kết tại kỳ Đại hội thể thao hôm nay là lần thứ 9. Tại trận đấu ở vòng loại, các cô gái Việt Nam đã để thua 1-3 trước những nhà đương kim vô địch. Bước vào trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng quyết tâm thi đấu để giành được thành tích tốt nhất. Ở set đấu đầu tiên, cả hai đội nhập cuộc thoải mái. Tuy nhiên, sự thoải mái của các cô gái không kéo dài, khi đối thủ Thái Lan thể hiện một lối chơi lấn lướt hơn. Với sự ủng hộ của các khán giả tại nhà thi đấu Đại Yên, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam được tiếp thêm tinh thần ở giữa thời gian cuối của xe đấu. Tuy nhiên, đó vẫn chưa đủ để các học trò của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng vượt qua được Thái Lan và nhận thua 20-25. Sang xét thứ hai, các cô gái chủ nhà dường như bị tâm lý trước những pha nã bóng từ đối thủ. Bên phía Thái Lan, Tha Sao, Chachuon hay An -cha -pon liên tiếp có những pha dứt điểm đẹp mắt và đầy uy lực. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam vẫn bị hồng ở khâu đỡ bước 1. Điều đó kéo theo hệ quả chúng ta tiếp tục nhận thua 14-25. Bước vào set thứ 3, các cô gái Thái Lan vẫn là những người giành quyền làm chủ trận đấu. Đội bóng đưa kim vô địch liên tiếp ghi điểm tạo khoảng cách điểm với chủ nhà Việt Nam. Thế trận áp đảo diễn ra xuyên suốt trận đấu và khoảng cách 15 điểm đã được Thái Lan tạo ra. Có thể nói trong trận đấu này, các học trò của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng bị tâm lý trước những đòn đánh của đối thủ và có một lối chơi khá căng cứng. Điểm yếu lớn nhất của Thanh Thúy và các đồng đội chính là đỡ bước 1. Xét đầu thứ ba khép lại với tỷ số 25-14 thuộc về Thái Lan. Trung cuộc, đội tuyển bóng chuyển nữ Thái Lan dễ dàng đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-0, 25-20, 25-14 và 25-14 qua đó giành được huy chương vàng. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định được sức mạnh của các cô gái Thái Lan, mặc dù đội bóng này đang trong giai đoạn chuyển giao. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam lần thứ 9 gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Mục tiêu đổi máu huy chương vẫn chưa thể trở thành hiện thực trận chung kết không thành công của đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam khép lại với một tình huống rất đen đủi của một cá nhân. Hiệp 3 khi tỷ số đang là 17-9, nghiêng về phía đội tuyển bóng truyền Nam Indonesia. Trong tình huống tiếp đất tưởng chừng không có đặc biệt, Cù Văn Hoàn bất ngờ dẫm vào chân một cầu thủ rào chắn bên phía đối thủ. Ngay sau pha va chạm, cầu thủ mang áo số 20 ngã ra sân và ôm chân đầy đau đớn. Ngay lập tức đội ngũ y tế có mặt sơ cứu và cáng cầu thủ cao 2 mét rời khỏi sân. Ở ngoài đường biên, Cù Văn Hoàn vẫn rất đau đớn, dù được các bác sĩ xịt giảm đau và chườm đá. Theo tìm hiểu, cầu thủ sinh năm 1996 bị lật cổ chân khá nặng. Ngay sau đó anh được các bác sĩ cáng xuống đường hầm và được tiếp tục theo dõi trước khi có kết luận cuối cùng. Chấn thương của Cù Văn Hoàn cũng khép lại trận chung kết thất bại 0-3 của đội tuyển bóng chuyển Nam Việt Nam trước đối thủ Indonesia. Với những gì đội bóng vạn đảo thể hiện từ đầu giải đấu, chức vô địch dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng. Đội tuyển bóng chuyển Nam Việt Nam dù không thể giành chức vô địch như mục tiêu đề ra, nhưng toàn đội đã rất nỗ lực và thể hiện ấn tượng nhất là trong trận bán kết tháng hai nghẹt thở trước đội tuyển bóng chuyển Nam Thái Lan. Phải đến lần thứ tư, khi SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Trần Duy Nhất giải cơn khát huy chương vàng. Độc cô cầu bại vừa đánh bại đối thủ người Thái Lan, John Lawit Predasak ở trận chung kết hạng cân 60kg. Vào chiều 22 tháng 5, Nguyễn Trần Duy Nhất bước vào trận chung kết hạng 60kg môn Muay với đối thủ người Thái Lan, John Lawit Presdasak. John Lawit Predasak là một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm, và vì thế đã gây ra nhiều khó khăn cho Nguyễn Trần Duy Nhất. Sau 3 hiệp, Nguyễn Trần Duy Nhất đánh bại cho La Huyết với tỷ số xít sao 29-28. Trước ngày vào giải, Nguyễn Trần Duy Nhất từng khẳng định đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của anh, vậy nên anh rất muốn giành một tấm huy chương vàng. Lần tham dự SEA Games này, vợ của Nguyễn Trần Duy Nhất đã không quản ngại đường xa bay ra Vĩnh Phúc để cổ vũ cho chồng. Trong buổi chiều 22 tháng 5, đội mua Việt Nam tham dự 9 trận chung kết. Nguyễn Trần Duy Nhất là một trong ba võ sĩ đã mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị ấn like và theo dõi để cập nhật thông tin mới nhất về Sea Games 31 từ kênh YouTube Bà Dân Việt. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.